Xin chào mọi người, ngày hôm nay mình xin nói về skiing, môn trượt tuyết, thú vui của dân xứ lạnh Canada. Thời tiết Canada thường trở lạnh vào đầu tháng 11 hàng năm và kéo dài cho đến hết tháng 3. Có đôi khi có những năm vào tháng 10 đã thấy tuyết rơi và mãi cho đến tận cuối tháng 4 thì tuyết mới tan hết trên mặt đất. Như vậy, những người sống ở xứ lạnh Bắc Mỹ sẽ làm gì vào 5-6 tháng lạnh này? Đa số mọi người sẽ dùng những ngày nghỉ cuối tuần hay ngày nghỉ lễ để tụ họp gia đình, bạn bè, để ăn uống hay giải trí điều khiển bằng cách xem TV, xem phim hay các trò chơi điện tử. Sau một mùa đông dài ở trong nhà, indoor, người người thì lên cân, trở nên thụ động hơn, hay bị chứng u uất mùa đông, winter blue. Còn đối với những gia đình thích các hoạt động ngoài trời, thì chỉ mong trời đổ tuyết và có thời tiết đẹp để có thể ra ngoài trượt tuyết, skiing, trượt trên ván, snowboarding, trượt băng, skating, hay trượt trên miếng trượt, tobogganing, hay những trò chơi khác. Nhiệt độ lý tưởng để chơi các trò chơi ngoài trời là từ âm 2 độ C cho đến âm 10 độ C. Với nhiệt độ này, tuyết không tan chảy và cũng không lạnh lắm, để cho người chơi có thể ra ngoài chơi ngoài trời trong vòng 3-4 giờ đồng hồ. Những ai không chơi các trò chơi mùa đông ngoài trời thì mỗi lần thấy tuyết hay bão tuyết đều kêu trời, vì sáng dậy đi làm phải dậy sớm hơn mọi ngày để dọn dẹp tuyết trước cửa nhà, ở khu vực đậu xe và đường đi. Nhà càng to, càng rộng thì càng mất nhiều thời gian để giải tỏa tuyết khỏi lối đi. Gia đình tôi cũng vậy. Cách đây vài năm trước khi mọi người trong gia đình tôi biết trượt tuyết, mỗi năm mùa đông đến, anh xã tôi lúc nào cũng than phiền là mùa đông dài dằng dặc và lạnh lẽo quá. Nhưng khi các cha con nhà này bắt đầu chơi trượt tuyết thì cái cảm giác sợ lạnh và sợ mùa đông hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là mọi người mong đợi mùa đông và tuyết rơi để có thể ra ngoài chơi. Và mỗi mùa đông trôi qua thật vui và thật nhanh. Bạn cần gì để đi trượt tuyết? Dĩ nhiên là bạn cần trang phục cá nhân, mặc cho đủ ấm với thời tiết lạnh là quần áo mùa đông, giày boots, nón, khăn quàng cổ, găng tay. Bạn nên đến các cửa hàng chuyên bán quần áo cho người chơi trượt tuyết thì sẽ mua được quần áo vừa tốt vừa gọn nhẹ cho việc di chuyển. Quần áo trượt tuyết bạn nhìn có vẻ mỏng nhưng có chất giữ và cách nhiệt rất tốt. Mặc dù quần áo nơi đây đắt tiền hơn những nơi quần áo mùa đông của các cửa hiệu khác. Còn những quần áo mùa đông thông thường khác thì thường là dày và to thùng thình, rất khó cho việc chuyển động và đi lại. Quần áo trượt tuyết thường có nhiều túi để đựng các thứ cần thiết và màu sắc sáng, sặc sỡ để dễ nhận dạng. Bạn nào sợ lạnh có thể mua găng tay có túi để nhét cái túi giữ nhiệt, giữ ấm khi ở ngoài trời lâu. Bạn cũng nên mang giày boots cao gót một chút để tuyết không thấm vào giày và ướt vớ bên chân trong. Quần áo bạn mặc bên trong cũng nên chọn quần áo thoải mái, co giãn, rút mồ hôi càng tốt. Khi trượt tuyết, cơ thể vận động nhiều cho nên cơ thể sẽ nóng lên và đổ mồ hôi rất nhiều. Với những ai mới thử trò chơi trượt tuyết thì nên thuê dụng cụ trượt tuyết như boots, ski, nón bảo hiểm. Các dụng cụ này rất đắt tiền, trong khi bạn không biết mình có thích hợp với trò chơi trượt tuyết hay không, hay là có chơi lâu dài không, nhất là đối với trẻ em. Chân các em phát triển rất nhanh, nên nếu bạn mua dụng cụ trượt tuyết thì phải thay đổi cái mới thường xuyên. Bạn cũng có thể mua đồ cũ tại các cửa hàng bán đồ cũ hay mua trên mạng. Bạn có thể mua mắt kính, snow goggles, vì họ không cho thuê kính, mắt kính rất cần thiết. Nó giúp bạn chống lại ánh sáng mặt trời và giúp bạn chống lại các vật thể hay tuyết bay vào mắt khi bạn đang trượt xuống dốc với tốc độ cao. Ở Ontario, nơi chúng tôi ở, có rất nhiều resort.
bạn có thể đến để trượt tuyết như là Glen Eden, Horseshoe Valley, Snow Valley, St. Louis Moonstone Mountain. Và cũng có những công viên lớn, họ cũng có nơi để bạn có thể trượt tuyết. Blue Mountain Resort là một khu nghỉ dưỡng trên núi rộng nhất tỉnh bang Ontario. Nó có hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu trượt tuyết, khu ngồi trên bánh xe để trượt xuống núi. Và đặc biệt là họ có hệ thống tắm nước nóng, ngâm nước nóng ở ngoài trời vào mùa đông. Thường các khu nghỉ dưỡng đều có hệ thống tạo tuyết nhân tạo. Miễn là nhiệt độ cho phép, thì bạn có thể đến những chỗ trượt để chơi. Bạn không phải lo là không có tuyết, nhưng tốt nhất bạn vẫn phải kiểm tra xem họ có hoạt động hay không, nhất là trong mùa dịch này. Số người chơi có giới hạn và phải đặt chỗ trước. Ở mỗi khu vực trượt tuyết, người ta phân đường trượt theo từng mức độ so sánh khó dễ khác nhau. Tiêu chuẩn chung của Bắc Mỹ, của Úc, của Tân Tây Lan như sau. Ký hiệu vòng tròn xanh lá cây, mức độ dễ nhất, đường trượt, được bào phẳng với độ dốc 6% cho đến 25%. Ký hiệu hình vuông màu xanh dương, mức độ trung bình, đường trượt được bào phẳng với độ dốc 25% đến 45%. Biểu tượng hình thoi màu đen, Black Diamond, mức độ khó của ngọn núi có độ dốc 40% hoặc hơn nữa. Bề mặt đường trượt để tự nhiên không được bào phẳng. Biểu tượng hai hình thoi màu đen, Double Black Diamond, đường trượt dành cho dân chuyên nghiệp và nó cực kỳ khó trượt. Đường trượt này khó hơn Black Diamond vì đường trượt hẹp, có nhiều chướng ngại vật, có gió nhiều, có chỗ có độ rơi tự do. Đường trượt này chủ yếu chỉ dành cho dân chuyên nghiệp. Tùy theo từng khu nghỉ dưỡng mà họ quy định các ký hiệu khác nhau, cho nên trước khi được kéo lên trên đỉnh núi, bạn phải chắc chắn là mình chọn đường trượt mức độ khó như thế nào. Khi bạn đến khu trượt tuyết, bạn phải mua vé để thuê dụng cụ hay thuê giờ để được băng chuyền hay ghế kéo lên trên đỉnh núi. Vé được bán theo buổi trong ngày, sáng, chiều, tối và cả ngày. Vé cả ngày thì tiết kiệm hơn nếu bạn muốn chơi với thời gian dài. Bạn có thể học những lớp huấn luyện trượt tuyết ở trong nhà trước khi bạn ra ngoài để trượt tuyết thực thụ. Họ dạy chỉ dẫn bạn làm cách nào để giữ thăng bằng trên ski và làm sao để thắng và dừng lại. Họ để cho bạn mang giày boots và ski đứng trên băng chuyền tự chuyển để đưa bạn đi vài mét. Bạn chỉ cần học vài tiếng là có thể ra sân thực thụ để chơi. Còn không thì bạn có thể đến nơi trượt tuyết, họ luôn có thầy hướng dẫn, trực tiếp, dạy theo giờ hay theo buổi. Nếu bạn học thực tế và có tự tin thì sẽ học rất mau. Đối với những người mới tập chơi thì nên đi lên đồi thấp, có dốc ít và độ dài, khoảng 50 mét. Bạn đứng trên băng chuyền và nó kéo bạn lên trên đỉnh đồi, rồi bạn tự trượt xuống. Với những ai đã biết đi thì ngồi ghế nâng bằng dây cáp treo để nó nâng bạn lên đỉnh núi. Khi lên tới đỉnh núi, ghế nâng sẽ chạy một khúc cua. Lúc đó là lúc bạn phải nhảy ra khỏi ghế nâng. Nếu bạn không nhảy, ghế sẽ tiếp tục đưa bạn trở về dưới chỗ chân núi. Anh xã tôi và mấy đứa con tôi kể, lần đầu khi ngồi trên ghế lên trên đỉnh núi thì cảm giác lâng lâng như đang lên mây. Nhưng đến khi phải nhảy ra khỏi ghế thì rất sợ và ai cũng bị té cả, mặc dù ghế chỉ cách mặt đất khoảng vài tấc. Cảm giác giống như phải nhảy ra khỏi trực thăng đang bay là lạ trên mặt đất mà chưa học qua khóa nhảy lần nào. Thế là từ cha tới con đều đổ nhào xuống khi nhảy. Bạn cứ tưởng tượng mỗi chân phải vác vài ký sắt và gỗ, vì một chiếc giày boot đã nặng từ 1,5 cho đến 2,5 ký, cộng thêm cái ski cũng vừa nặng vừa dài, từ 1,6 m đến gần 2 mét, hai tay thì cầm hai cây gậy, cơ thể thì bao phủ quần áo dày cộm nhiều lớp như đòn bánh tét, mấy cha con tha hồ chụp ếch.
Lần đi trượt tuyết đầu tiên, mấy cha con bắt được rất nhiều ếch lắm. Tối hôm đó, cả nhà có món thịt ếch 7 món. Một khi bị té mà chưa quen thì rất khó đứng lên. Cái giày boots nặng dính vào ski cho nên thường khi té ở tư thế rất xấu, hai chân thì tẹt hai bên. Phải tháo một ski một bên ra trước rồi mới đứng lên lấy thăng bằng, rồi mang ski vào, chân khác được. Chúng tôi có một người bạn chưa bao giờ đi trượt tuyết, nhưng anh ta lúc nào cũng tự tin trong mọi việc anh ta làm. Một hôm, có mấy người bạn đã biết trượt tuyết rủ anh đi cùng. Anh cũng thuê dụng cụ ski cùng mấy người bạn rồi hăm hở đi đến đường trượt. Đứng ở phía dưới nhìn mọi người từ trên cao lao phăng phăng xuống, anh rất lấy làm hớn hở. Nhìn kìa, có cô bé khoảng 4-5 tuổi gì đó đang cùng cha lao ào ào xuống dốc. Còn ở đằng kia, có một ông cũng lớn tuổi, khoảng trên 65, mà sao ski phong độ quá. Anh nghĩ trong lòng, người khác làm được thì tại sao mình không làm được? Anh tự tin leo lên ghế nâng để được kéo lên trên đỉnh núi, chứ không thèm chơi những ngọn đồi nhỏ ở dưới làm gì. Khi lên đến đỉnh rồi và phải nhảy ra băng ghế, anh té một cú quá mạnh. Đầu óc lúc đó hồn vía bay mất tiêu luôn, vật lộn mãi với hai cái ski và đôi giày boots, anh mới đứng lên được. Cứ nhìn xuống núi thấy độ dốc của nó là tim anh đập loạn xạ. Nhìn mấy người bạn cứ từng người một lao xuống dốc thì anh càng sợ, chân tay bắt đầu run cầm cập rồi bắt đầu bủng rủn. Anh cố gắng trấn tĩnh lấy mình và tự nhủ mình sẽ làm được. Anh đấu tranh tư tưởng, trượt hay không trượt. Sau một hồi, anh quyết định tháo ski ra và ngồi xuống. Một tay thì cầm hai cây gậy, một tay thì cầm hai cái ski. Anh cứ lây hoay với các dụng cụ cồng kềnh này, rồi ngồi bệt xuống để người tự trượt. Vì núi dốc và quần áo mùa đông thì cũng trơn trượt, nên dễ trượt xuống. Anh phải đi bên mé bên trong góc đường trượt, để đừng cản đường người khác. Có lúc anh phải đứng lên để đi xuống, vừa xấu hổ, vừa buồn cười, vừa giận mình. Cuối cùng, sau 15 phút, anh cũng có mặt ở dưới chân núi với mọi người. Sau khi nghe câu chuyện anh kể, các người bạn được một trận cười xả ga. Đó cũng là một kỷ niệm nhớ đời của anh. Và không biết cho đến tận bây giờ, anh có bao giờ trở lại chỗ để chơi trượt tuyết hay không? Môn trượt tuyết cũng được xem là môn thể thao mạo hiểm vì tai nạn dễ xảy ra. Nhưng thực ra nó cũng khá an toàn nếu bạn đã học và chỉ đi những đường theo đúng khả năng trượt của mình. Có nhiều thanh niên thích mạo hiểm nên đi những nơi khó, nhảy qua những chướng ngại vật cho nên dễ bị té. Còn khi trượt ở những đường trượt mức độ trung bình thì đường thì phẳng và rộng, hiếm khi va chạm với người khác. Tôi thấy cho trẻ em tham gia các trò chơi thể thao gần gũi với thiên nhiên và hơi mạo hiểm một chút thì cũng rất hữu ích, đặc biệt đối với con trai. Trượt tuyết nó giúp con tôi bạo dạng, tự tin và độc lập. Để bạn biết trượt tuyết giỏi thì cần ít nhất chơi hai mùa đông và chơi thường xuyên. Khi mới chơi, ai cũng bị té và rất đau. Nếu bạn không đủ tự tin và kiên trì thì chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Trẻ con, tuổi còn nhỏ, còn hiếu thắng và nhiều đam mê, không biết sợ như người lớn. Cho nên nếu tập cho con chơi các môn thể thao thích hợp với lứa tuổi thì trẻ học rất nhanh. Trẻ em có bị té cũng tự học cách phải tự đứng dậy và tiếp tục đi. Người lớn thì sợ té bị gãy chân tay hay bị thương, cho nên lớn tuổi học thì càng khó hơn nhiều. Trẻ em chơi trò chơi mạo hiểm thì cũng tập được tính kiên nhẫn, bản lĩnh, giúp trẻ vượt khó và vượt qua nỗi sợ hãi. Những lợi ích của trượt tuyết và đi ván trượt, snowboarding, bạn cũng cần nên biết là trượt tuyết và ván trượt là những bài tập thể dục rất hữu ích cho tim mạch và nó đốt rất nhiều calorie. Khi bạn chơi ở tư thế squat, bạn phải giữ cho phần trọng tâm là phần hông, cột sống thẳng, nhưng di chuyển phần bắp đùi, chân và mắt cá chuyển động.
cho nên nó giúp bạn tăng sức mạnh của xương và các khớp, đặc biệt phần cơ chân và mắt cá là những nơi ít được sử dụng đến. Đồng thời nó giúp cho ta cân bằng độ dẻo dai của cơ thể, giúp ta tránh được việc giãn gân và bong gân. Quan trọng hơn nữa là khi ta chơi thể thao ngoài trời vào mùa đông, nó giúp ta sản xuất endorphins, tạo ra cảm giác hưng phấn và hạnh phúc. Bạn cũng được tiếp nhận một lượng vitamin D hấp thụ từ ánh sáng mặt trời, loại vitamin mà ai ai ở xứ lạnh này cũng bị thiếu. Có một câu nói rất hay mà tôi đã nghe ở đâu đó. Mùa đông sẽ rất lạnh nếu ta không có những kỷ niệm ấm áp. Tình yêu cũng khô cằn và nhạt nhòa theo năm tháng nếu ta không biết trân trọng, lưu giữ những ký ức về nhau. Các bạn có muốn có một mùa đông ấm áp không? Hãy bắt đầu từ những bước đầu tiên như đi bộ ngoài trời, hít thở không khí trong lành trước, cảm nhận cái đẹp của cái lạnh, cảm nhận được sự ưu đãi bốn mùa của thiên nhiên. Bạn có thể đến những khu nghỉ dưỡng để ngồi trong nhà hàng, nhấp nháp một tách cà phê, thưởng thức một món ăn ngon. Nhìn ra ngoài trời tận hưởng một màu trắng bất tận của tuyết, xen kẽ với những cánh rừng tuyệt đẹp. Bạn cảm nhận được một sức sống mãnh liệt nằm trong những cánh rừng rụng lá đó. Chỉ vài tháng sau, thì cây lại đâm chồi xanh, hoa lá đua nở. Màu trắng của tuyết sẽ thay thế cho một màu xanh bạc ngàn. Có lẽ chẳng bao lâu bạn sẽ mong chờ mùa đông đến để được chơi các môn trượt băng, trượt tuyết, trượt ván trượt, vân vân. Để bạn được đắm mình trong cái lạnh, để rồi khi tuyết tan, xuân đến, bạn biết thế nào là hạnh phúc của sức sống mới và cảm ơn sự thay đổi hình dạng của đất trời. Mình mong rằng mọi người và mọi gia đình sẽ có được một mùa đông thật ấm áp và hạnh phúc trong năm nay. Mình xin đọc một đoạn bài thơ Đừng Tưởng của tác giả Bùi Giáng cho mọi người nghe ha. Đừng tưởng cứ núi là cao, cứ sông là chảy, cứ ao là tù. Đừng tưởng cứ dưới là ngu, cứ cao là sáng, cứ tu là hiền. Đừng tưởng cứ đẹp là tiên, cứ nhiều là được, cứ tiền là xong. Đừng tưởng không nói là câm, không nghe là điếc, không trông là mù. Đừng tưởng cứ trọc là sư, cứ vâng là chịu, cứ ừ là ngoan. Đừng tưởng có của đã sang, cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây. Đừng tưởng cứ uống là say, cứ chân là bước, cứ tay là sờ. Đừng tưởng cứ đợi và chờ, cứ âm là nhạc, cứ thơ là vần. Đừng tưởng cứ mới là tân, cứ hứa là chắc, cứ ân là tình. Đừng tưởng cứ thấp là khinh, cứ chùa là tỉnh, cứ đình là to. Cứ già là hết hồ đồ, cứ trẻ là chẳng lo âu buồn phiền. Đừng tưởng cứ quyết là nên, cứ mạnh là thắng, cứ mềm là thua. Dưa vàng đừng tưởng đã chua, sấm dền đừng tưởng sắp mưa ngập trời. Khi vui đừng tưởng chỉ cười, lúc buồn đừng tưởng chỉ ngồi khóc than. Đừng tưởng cứ nóc là say, cứ hứa là thật, cứ tay là cầm. Đừng tưởng cứ giặc ngoại xâm, cứ bè là bạn, cứ dân là lành. Đừng tưởng cứ trời là xanh, cứ đất và nước là thành quê hương. Đừng tưởng cứ lớn là khôn, cứ bé là dại, cứ hôn là chồng. Đừng tưởng chẳng có thì không, chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà. Đừng tưởng chẳng gần thì xa, chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người. Đừng tưởng chẳng khóc thì cười, chẳng lên thì xuống, chẳng ngồi thì đi. Đừng tưởng sao nhất là nhì, gần quan là tướng, gần suy là hèn. Đừng tưởng cứ sáng là đèn, cứ đỏ là chín, cứ đen là thường. Đừng tưởng cứ đẹp là thương, cứ xấu là ghét, cứ vương là tình. Đừng tưởng cứ ghế là vinh,
cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền. Đừng tưởng cứ cố là lên, cứ lì là chắc, cứ bên là gần. Đừng tưởng cứ đều là cân, cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ. Đừng tưởng cứ vần là thơ, cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh. Đừng tưởng cứ vội thì nhanh, cứ tranh là được, cứ giành thì hơn. Đừng tưởng giàu hết cô đơn, cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo. Đừng tưởng cứ bến là neo, cứ suối là lội, cứ đèo là qua. Đừng tưởng chồng mẹ là cha, cứ khóc là khổ, cứ la là phiền. Đừng tưởng cứ hét là điên, cứ làm là sẽ có tiền đến ngay. Đừng tưởng cứ rượu là say, cứ gió là sẽ tung bay cánh diều. Đừng tưởng tỏ tình là yêu, cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư. Đừng tưởng đi là sẽ chơi, lang thang dạo phố vào nơi hư người. Cái bài thơ này mình viết đã lâu rồi, mình in mình để ở trong nhà mình, và mình cứ lâu lâu thích mình đọc đi đọc lại. Ở đời mình có nhiều cái tưởng lắm, cho nên các bạn nghe cái bài này thử nghe đi nghe lại rồi có nhiều ý tưởng rất là hay trong cái bài thơ của bác Bùi Giáng. Cảm ơn các bạn đã nghe ha.